Kết quả Australia 4-0 Indonesia. Indonesia thua đậm, rời ASEAN Cup. Nhập cuộc với một lối chơi đáng khen trước Australia, nhưng sự khác biệt về trình độ thể chất đã khiến Indonesia lần lượt chịu tới 4 bàn thua. Thất bại tâm phục khẩu phục này khiến thầy trò Shin Tae-yong phải chia tay ASEAN Cup 2023. Bàn thắng Indonesia, Bagot, phản lưới 13, Boy, 45, Gudin, 89, Sauta, 91. Chỉ hay là chưa đủ? Indonesia là đội nhập cuộc hay hơn so với Australia. Ngay ở những phút đầu trận, đại diện xứ vạn đảo sớm đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên phần sân của đối phương. Tuy nhiên phút thứ 6, Australia mới là đội suýt nữa ghi bàn. Từ đường chuyền bóng bên cánh trái của Justin Hamber, Rafael Struck băng vào dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang. Sau tình huống hỏng ăn đáng tiếc đó, Indonesia tiếp tục dồn lên với hy vọng tạo ra được thế dẫn bàn. Nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong bị dội gáo nước lạnh ở phút 13. Từ đường tạt bóng của Jackson Irvin bên phía Australia ở cánh phải, bóng vô tình đập chân Elkan Bagot đi vào lưới. Thủ môn Hernando đã cố gắng đổ người nhưng vẫn bất lực chịu bàn thua cho Indonesia. Australia liên tục vượt lên dẫn trước. Điểm cộng của Indonesia là tinh thần. Dù chịu bàn thua trước nhưng đại diện Đông Nam Á không nao núng. Phút 38, họ suýt chút nữa cân bằng cách biệt. Từ đường chuyền bên cánh phải của Seyri đưa bóng về cột xa cầu môn Australia. Ferdinand vượt qua tầm kiểm soát được tạo ra bởi hàng thủ Australia. Anh quyết định dứt điểm bóng sống với hy vọng tạo bất ngờ cho thủ môn đội bạn. Song thay vì dứt điểm bằng mu chính diện, Ferdinand lại tiếp bóng bằng ống đồng, dẫn đến bỏ qua cơ hội đáng tiếc. Indonesia trả giá sau khi không tận dụng cơ hội ngon ăn đó. Bởi phút 45, từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, đưa bóng hướng vào vòng 5m50 của Indonesia. Boy băng vào dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho Australia. Chia tay ASEAN Cup trong tâm phục khẩu phục. Sang hiệp 2, Indonesia bắt đầu có những điều chỉnh nhân sự với hy vọng cứu vãn tình hình. Tuy nhiên, những cái đầu nóng của đội bóng xứ vạn đảo đã không thể kiểm soát được diễn biến trận đấu. Nhất là khi ở nhiều thời điểm, họ bị cuốn vào những tình huống phạm lỗi đang xen cả tiểu xảo lẫn chuyên môn tới từ Australia. Càng về cuối trận đấu, Indonesia càng nôn nóng. Tuy nhiên, sức chiến đấu của họ bắt đầu bị suy giảm. Đó cũng là thời điểm phù hợp để Australia tận dụng vũ khí bóng bổng sở trường của mình. Phút 81, đội bóng xứ sở chuột túi thực hiện một đường bóng dài vượt tầm kiểm soát của trung vệ Elkan Bagot bên phía Indonesia. Duker, cầu thủ vào sân bên phía Australia có cơ hội đối mặt thủ thành Hernando nhưng không thể nâng tỷ số lên 3-0. Indonesia không thể tạo ra bất ngờ trước Australia. Dẫu sao, Duker cũng không phải quá buồn. Bởi liên tiếp các phút 89 và bù giờ của hiệp 2, Australia đã liên tiếp ghi bàn đến từ sản phẩm bóng bổng của mình. Phút 89, cầu thủ mới vào sân chỉ 2 phút là Gudin ghi bàn thứ 3 cho Australia. Theo đó, nỗ lực truyền vào trong của Atkinson được Irvin đánh đầu trong thế trống trải. Hướng bóng vào cầu môn Indonesia. Thủ môn Hernando đổ người chặn được. Nhưng anh không thể ngăn cản pha đá bồi sau đó của Gudin. 2 phút sau, tới lượt Gudin đóng vai trò kiến tạo. Anh thực hiện quả đá phạt chết bên cánh phải hướng bóng đến cái đầu của ngọn hải đăng Harry Sauta. Không bỏ qua cơ hội, trung vệ cao gần 2 mét đánh đầu tung lưới Indonesia lần thứ tư. Thắng chung cuộc 4-0, Australia trở thành đội đầu tiên vào tứ kết. Trong khi đó, Indonesia đã phải dừng câu chuyện cổ tích tại vòng 1/8. Đội hình thi đấu: Australia, Ryan, Gethin Jones, Atkinson 69, Harry Sauta, Kiraulet, Ajit Bay, Keanu Bakut, Gudin 87, Jackson Irvin, William Kruger, Duker 61, Martin Boy, Bruno Fornaroli, Mekan 61, Jordan Bos, Onay 87, Indonesia, Hernando, Bagot, Ahmad, Wans, Asnawi, Sulaiman 58, Patinama, Iva, Hamber, Marcelino, Jacob, Riho 75, Struck